bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ đem tới cho các bạn một tựa game giải đố mới mang tên là Beyond 14. Theo cảm nhận của mình thì trò chơi này khá giống với cả trò chơi 2048, tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những điểm khác biệt. Và như các bạn có thể thấy thì ngay ở tên tựa game tên là Beyond 14, tức là chúng ta sẽ cần phải đạt đến con số 14. Và để đạt tới con số 14 thì chúng ta phải vượt qua rất là nhiều những thử thách. Như các bạn có thể thấy, khi mà hai số giống nhau thì nó sẽ chập lại và tịnh tiến thêm một đơn vị. Trò chơi này theo cảm nhận của mình thì nó không khó như là 2048. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải rất là khó khăn để có thể đạt được con số 14, chắc chắn rồi. Mình vừa ấn vào cái nút ở phía dưới để xem nào. Nó rung rung này chắc là để xóa đi đấy. Cái nút ở bên trái này là để xóa các ô đi này. Còn nút ở giữa, chúng ta sẽ cùng thử khám phá nhá. Nút ở giữa để làm gì đây? À, nếu mà chúng ta ấn vào cái ô nào đó và ấn cái nút ở giữa thì nó sẽ hiện lên một cái sự lựa chọn mới cho chúng ta, đúng như cái số xuất hiện ở ô đó. Còn cái nút xoay xoay này hình như là để, à, khi mà các bạn bị thua này, sắp thua thì các bạn sẽ muốn đổi những cái con số ấy để cho nó phù hợp, thì có thể chúng ta sẽ ấn vào cái nút ở bên phải này. Mình thấy nó vẫn khá là giống với cả game 2048. Tuy nhiên thì game này mới ra nên là mình vẫn muốn review để cho các bạn có thêm những sự lựa chọn mới về các game giải đố. Lúc đầu kiểu nghe đến số 14 thì cảm tưởng như là trò chơi này rất là dễ, nhưng mà chơi mãi đến bây giờ vẫn mới được đến số 9. Sắp chết con. Chết rồi, nhầm rồi. À, máy bóc, mình vừa đi sai một nước. Và nó có cái nút ở phía dưới này sẽ giúp chúng ta có thể chơi lại. Như các bạn có thể thấy thì trong lần đầu tiên mình đã chinh phục được đến nước thứ 9. Và chắc chắn thì đây vẫn là một trải nghiệm để cho chúng ta có thể khám phá. Chúc các bạn sẽ có những khoảng thời gian thú vị với trò Bia 14. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ